Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wear Cartoon. Như các cậu đã biết, việc chuyển thể các loạt phim hoạt hình nổi tiếng nhằm cho ra mắt những bộ phim live action đã không còn xa lạ gì. Một số bộ phim được xây dựng hoàn toàn trên cốt truyện gốc, có thể kể đến như Aladdin ra mắt năm 2019, Beauty and the Beast ra mắt năm 2017, hay sắp sửa ra mắt là The Little Mermaid. Bên cạnh đó, một số bộ phim lại lấy cảm hứng từ cốt truyện gốc và thổi vào đó những làn gió mới. Tiêu biểu chúng ta có thể kể đến Maleficent hay Snow White and the Huntsman. Thuận theo dòng chảy đó, Netflix đã quyết định tiến hành dự án live action dành cho một trong những series hoạt hình tuổi thơ đã xây dựng được thương hiệu vô cùng rực rỡ, đó chính là Winx Club với cái tên Fate the Winx Saga. Vậy thì câu chuyện về thế giới phép thuật đầy màu sắc và những nàng tiên xinh đẹp lung linh sẽ thay đổi ra sao khi qua tay Netflix? Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu sự khác nhau giữa Winx Club và Fate the Winx Saga. Lưu ý rằng, toàn bộ những thông tin mà Tứ sắp sửa đưa ra sau đây đều được dựa trên cảm nhận cá nhân và có thể là sẽ spoil một số tình tiết của phim. Thế nên các cậu nếu như có ai chưa xem hai phần của Fate the Winx Saga thì hãy nên cân nhắc trước khi bắt đầu video này nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu luôn nào, let's go! Với những ai đã theo dõi Winx Club từ mùa đầu tiên thì chắc chắn sẽ khó có thể nào mà quên được cách câu chuyện này bắt đầu. Cô nàng Bloom vào ngày sinh nhật 16 tuổi của mình đã vô tình phát hiện ra bản thân là một tiên nữ. Tạm biệt gia đình tại Cardinia, Bloom được Stella, tiên nữ của ánh sáng mặt trời, công chúa của Solaria và cũng là người gặp nạn mà cô vừa giúp đỡ đưa tới Aphir, một ngôi trường dành riêng cho các nàng tiên được quản lý bởi cô hiệu trưởng Faragonda. Tại đây, Bloom đã có cơ hội gặp gỡ thêm Flora, Musa và Techna. Năm nàng tiên đã trở nên thân thiết và thành lập nên nhóm Winx. Từ đó, Bloom cùng với các thành viên trong nhóm Winx đã cùng nhau đối mặt với những thế lực đen tối đang lăm le đe dọa vũ trụ phép thuật, đồng thời tiến gần hơn tới cội nguồn sức mạnh của chính mình. Sau này, Aisha gia nhập Winx và nâng tổng số thành viên lên 6. Đến với Fate the Winx Saga, cốt truyện lại có một hướng đi hoàn toàn độc lập so với bản gốc. Vẫn theo chân Bloom trên hành trình thích ứng với thế giới phép thuật và tìm hiểu về nguồn gốc của mình, song cách thức mà Bloom đến với nó lại hoàn toàn mới lạ. Do mất khống chế, phép thuật của Bloom đã vô tình khiến cho người mẹ nuôi Vanessa gặp nguy hiểm. Điều đó đã khiến cho cô phải rời xa họ và tới Aphir, ngôi trường nằm dưới sự quản lý của cô Farah Dowling, nhằm tìm cách kiểm soát ngọn lửa của mình. Bloom đã có cơ hội gặp gỡ với Aisha, Stella, Terra và Musa, để rồi từ đó trở nên thân thiết, cùng nhau đối đầu với những mối đe dọa tiềm tàng. Là một bộ phim hoạt hình tập trung chủ yếu tới đối tượng thiếu nhi, Winx Club đã xây dựng được một bối cảnh tươi sáng và nhiều màu sắc với câu chuyện về những nàng tiên xinh đẹp, phù thủy độc ác, cả những chàng hoàng tử và những phép nhiệm màu chỉ có trong thế giới cổ tích. Tuy nhiên, bản live action Fate the Winx Saga lại làm điều ngược lại. Là một bộ phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên và được chiếu trên Netflix, nhà sản xuất của Fate đã mang tới một góc nhìn khác về thế giới phép thuật, đen tối, u ám và rùng rợn hơn. Chúng ta có thể dễ dàng liên hệ màu sắc của phim với các bộ phim khác cũng nói về phép thuật như Harry Potter, hay là một series khác cũng tới từ Netflix, đó chính là The Chilling Adventures of Sabrina. Vẫn xây dựng một thế giới phép thuật làm trọng tâm, song Fate the Winx Saga lại lựa chọn các yếu tố gần gũi với thực tế cuộc sống của chúng ta hơn. Và để làm như vậy thì các thay đổi là không thể thiếu. Không còn là những loại hình phép thuật đa dạng của Winx Club, phép thuật trong Fate chủ yếu xoay quanh 6 nguyên tố: lửa, nước, đất, khí và tâm trí. Những người sử dụng được ít nhất một trong các nguyên tố này được gọi là tiên. Không còn phân biệt giới tính, cũng không còn cơ chế phân chia trường học, dù là nam hay nữ, bạn vẫn có thể chọn làm tiên hay là làm specialist và theo học tại Aphir. Học viện Aphir giờ đây cũng có sự khác biệt. Thay vì là nằm ở Magix, hành tinh trung tâm của vũ trụ phép thuật, Aphir trong Fate thuộc vương quốc Solaria và là một phần của The Other World. Bên cạnh đó, phim cũng loại bỏ hoặc sửa đổi những thứ được cho là sặc sỡ của phim bản gốc như trang phục tiên nữ, những màn biến hình hay là những chiêu thức phép thuật, vân vân. Điều này đã khiến cho lực lượng fan của Winx Club chia ra làm hai hướng, thích thú và bất bình. Nhiều fan bất bình còn cho rằng video âm nhạc We Are Believers do nữ diễn viên Liz Gillis trình bày còn giống với bản live action của Winx Club hơn là Fate. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng Fate the Winx Saga chỉ là được lấy cảm hứng dựa trên Winx Club, chứ không phải là Winx Club. Nó cũng giống như việc chúng ta phải phân biệt giữa Maleficent và Sleeping Beauty vậy. Cùng với sự thay đổi về cốt truyện, thì bối cảnh và nhân vật từ Winx Club sang Fate the Winx Saga cũng phải có những sự thay đổi để phù hợp hơn. Đầu tiên là chắc chắn chúng ta sẽ phải kể đến việc họ đã loại bỏ Techna, tiên nữ công nghệ.
và thay thế vị trí vốn có của Flora cho một cô nàng khác tên là Terra, dù cho sau này ở phần 2, Flora cũng đã xuất hiện. Cùng với đó, bộ ba phản diện siêu iconic của phim cũng đã bị tách đàn và thay đổi vị thế. Theo như suy đoán của các fan xem phim, thì cô nàng Beatrix chính là phiên bản Stormy trong Fate, bởi vì cô nàng này thông thạo năng lực điện tử, một nhánh của hệ khí. Và hơn hết là theo như đoạn cuối của phần 2, Beatrix còn có hai người chị em thất lạc là Isabel, được dự đoán là Icy, và bên cạnh đó là Darcy, được dự đoán chính là Darcy. Các anh chàng cũng có sự thay đổi đáng kể, bởi ngoại trừ Skye và Riven được giữ nguyên, Timmy, Braden hay Nabu đã không còn xuất hiện hoặc là bị thay thế. Cùng với đó là các nhân vật hoàn toàn mới như Sam, Rosalind hay Dan. Và cùng với sự thay đổi về dàn nhân vật, thì tính cách và mối quan hệ giữa các nhân vật cũng đã có sự biến đổi. Mà khi xem phim, các cậu sẽ thấy rõ nhất bộ ba Bloom, Skye, Stella và cặp đôi Musa, Riven. Khác với trong Queen Club, Bloom và Stella không thân thiết với nhau như bản hoạt hình, thậm chí là còn có thể coi là tình địch của nhau, bởi một người là người yêu mới, còn một người là người yêu cũ của Skye. Ở phía Musa, cô nàng đã có mối quan hệ tình cảm với em trai của Terra là Sam. Và sau sự kiện ở phần 2, mối quan hệ này cũng đã lụi tàn để nhường chỗ cho cặp đôi gốc là Musa Riven với những tương tác không hề toxic trong hoa kép một chút nào. Khác với phiên bản gốc, Fate The Wind Saga đã khai thác nhiều hơn vào diễn biến tâm lý của các nhân vật. Độ tuổi khán giả thay đổi cũng dẫn đến việc những vấn đề trong phim trở nên phức tạp hơn. Fate The Wind Saga lồng ghép nhiều cảnh máu me, kinh dị và những cảnh nóng nhạy cảm, hoàn toàn khác so với thế giới màu hồng trong Green Club. Trong phần 1, hướng đi của Fate tập trung nhiều hơn vào Bloom khi cô nàng phải vừa học cách làm chủ ngọn lửa rồng, vừa phải đi tìm hiểu về nguồn gốc của bản thân trong hành trình đối đầu với các hỏa thi, một mối đe dọa bên ngoài Aphia có liên quan trực tiếp tới sự kiện tại quê nhà của Bloom năm xưa. Sang đến phần 2, Spotlight được chia sẻ đều cho các nhân vật khi mỗi người đều có cơ hội tỏa sáng. Không chỉ còn một mình, Bloom giờ đây gắn bó hơn với bạn bè và họ cũng đã cùng nhau hợp lực để hạ bệ sự thống trị của Rosalind và mối đe dọa tới từ các huyết phù thủy. Tuy nhiên, do thời lượng có hạn và số tập phim cũng không nhiều, thế nên vẫn còn một số tình tiết vẫn còn có thể khai thác sâu hơn, song nhìn chung là mọi thứ đều đã trọn vẹn. Vốn dĩ, việc thực hiện một dự án chuyển thể phim hoạt hình đã là một dự án tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi nếu như khán giả đã quá quen với phiên bản hoạt hình, họ sẽ rất khó để chấp nhận nó với một lối đi hoàn toàn khác so với những gì mà họ đã biết. Cốt truyện sửa đổi, bối cảnh khác biệt, dàn nhân vật cũng thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta cần nên hiểu rằng Fate the Wind Saga được dựa trên Wind Club, chứ không hoàn toàn là Wind Club. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn nhận nó theo một góc nhìn khác, tách biệt với phiên bản hoạt hình để có thể dễ dàng đón nhận bộ phim. Và như vậy là vừa rồi, tớ đã giới thiệu cho các cậu đầy đủ những thông tin và những điểm khác biệt mà tớ tin rằng là đáng lưu tâm giữa Wind Club và Fate the Wind Saga. Và nếu như yêu thích Wind Club và muốn tìm hiểu thêm nó ở một khía cạnh khác, thì tớ tin rằng các cậu nên chọn Fate the Wind Saga nhé. Và hy vọng là các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay và đừng quên cho chúng tớ biết những cảm nhận của cá nhân các cậu ở phần bình luận. Còn bây giờ thì Way to Where, out!